Xin chào cả nhà. Hiện tại thì bây giờ anh Ánh đang có mặt tại Vịnh Thi để quay một cái dự án bom tấn. Dự án rất là bom tấn, rất là quan trọng trong cả cuộc đời cũng như sự nghiệp của anh Ánh này. Bây giờ cho mọi người tới Vịnh Thi nha. Vịnh Thi đẹp đẹp lắm luôn á. Đó, mọi người thấy không? Chú mưa để đợi đá hồ. Tạnh mưa sẽ quay cạnh Dream, cạnh hàng hôn rất là đẹp. Còn đây, xin giới thiệu với mọi người đây là Nam Thần, Nam Chính trong dự án bom tấn của anh. Đây, để quay lại. Đây, Nam Chính đang cầm dù trú mưa bên hốc đá. Anh đang phát biểu cảm nghĩ đây. Hiện anh đang nghĩ gì khi được mời tham dự là một dự án mà hứa hẹn là sẽ trở thành một trong những hit, những bom tấn bùng nổ trong làng điện ảnh cũng như trong sự nghiệp điện ảnh của anh. Khu vực tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, mưa to, gió lớn, sóng to, biển động, tầm nhìn xa không thể nào trông thấy được. Mây đen hết cục này kéo tới cục kia kéo. Anh ơi, cái này là hỏi cảm nghĩ chứ không có phải là coi chương trình dự báo thời tiết anh đây. Đừng quên, tại vì bây giờ thời tiết nó quyết định cái sự quan trọng của cái bộ phim điện ảnh, không phải điện dịch. Người ta điện ảnh, tôi là điện dịch. Tôi đạp xe 9 tiếng đồng hồ từ thành phố Hồ Chí Minh ra tới Vịnh Thi. Trời sáng đẹp lung linh, vừa mới vác cái máy ra quay bây giờ nó mưa miết. Bây giờ từ đây cho tới stream mà nó không tạnh mưa là tôi bóp cổ tôi tự chết tại chỗ này luôn chứ trời ơi, 9 tiếng lái xe của tôi mệt quá rồi. Anh suy nghĩ lại đi, trong cái quá trình mà 9 tiếng lái xe của anh có làm cái điều gì sai sót không? Xem dừng lại làm điều gì đó không đúng xuống đây mới bị trời quả vậy không? Tôi có đi toilet 3 lần mặc dù nó không đúng chỗ quy định, nhưng tôi có xin phép gia chủ, người ta vẫn rất hào hứng nhiệt tình với tôi. Cái điều mà tôi cảm thấy khó chịu nhất là có một cái con nhỏ nó nói là anh ơi, nếu anh mệt thì anh nói cho em biết, em mới lái phụ anh, em sẽ chia mỗi người mấy tiếng đồng hồ lái cho anh. Và 9 tiếng đồng hồ đó nó ngủ hết 6 tiếng, còn 3 tiếng còn lại là nó ăn cơm, giờ nó ngủ tiếp. Thực ra là không phải là như vậy bạn. Cho anh giải thích chút xíu. Cái vấn đề trong bạn là phụ nữ mà khi mà không ngủ nhiều xuống quay hình nó sẽ không được đẹp, cái da dẻ nó sẽ không có được láng mịn đúng không? Thì bây giờ nếu như mà cái dù gì cũng là vai chính của cái dự án bom tấn này, nếu như không được đẹp thì bom tấn này sẽ thất bại. Cho nên là vì đại cuộc cái anh mới mới phải quyết định cái quyết định đúng đắn là không tham dự, không có phụ lái xe giùm, vì để ngủ để giữ nhan sắc. Cho nên là gương mặt nó mới được xinh đẹp như vậy, xinh đẹp và tươi rói như vậy. Bay rồi hả? Được quay rồi. Vậy nha, bye bye mọi người. Bye. Hẹn sẽ gửi đến mọi người cái dự án bom tấn trong thời gian sớm nhất. Bye bye. Đây. Nam Chính có một lời đôi lời muốn chia sẻ trước khi chịu từ biệt. Bây giờ nữ chính nói gì nói thì thành tôi chính tiếng ngồi lái xe xong dở ra nói muốn làm đẹp, nó muốn đẹp cho nó thôi. Bây giờ ngoài tôi bị hành hạ ra nó còn tiếp tục nâng cấp cái dép của khách sạn. Hay quý vị nhìn ở trên rất là đẹp đó, nhìn xuống dưới nâng cấp cái dép khách sạn làm ơn. Trả dép lại khách sạn nhà bớt tận cấp giặt đi rồi đi ra ngoài đó quay mang tôi rút vô nhiều cái. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà. Khi nào mà công bố cái dự án họp báo này trong thời gian sớm nhất. Bye bye.